hẹn hò tại tầng 12 của nhà hàng cao cấp sang chảnh Sky Bayview ngắm trọn bầu hồ giữa lòng thủ đô chỉ từ 289k. Các cặp đôi chưa biết đi đâu cuối tuần này thì xem hết cái clip này nhé. Hello hello, ở Hà Nội đây, cùng chúng mình ghé Momento nhé, một nhà hàng nằm trên tầng 12 của khách sạn giữa lòng phố cổ. Hai đứa may mắn được mời trải nghiệm xem menu chỉ 399k cho một người. Bên cạnh đó có sự lựa chọn khác nhẹ nhàng hơn với giá chỉ từ 289k. Đối với mình đây là một mức giá không tưởng so với cả vị trí, chất lượng và không gian của nhà hàng. Các khu bàn ăn được xếp xa nhau, rất là riêng tư và lịch sự. View một bên là bờ hồ và một bên thì ngắm trọn cầu Trương Dương luôn. Cùng đi vào nhân vật chính ngày hôm nay nhé. Chúng mình mở đầu bằng một đĩa súp cà rốt tôm sú cực kỳ kích thích vị giác. Đây là một món khai vị rất mới mẻ, khác xa so với súp bí đỏ mình thường thấy ở các nhà hàng khác. Ban đầu tụi mình khá phân vân lựa chọn món chính nhưng miếng thăn bò Úc này hoàn toàn xứng đáng. Miếng steak được làm tới độ chín hoàn hảo, kết hợp cùng với thứ nước sốt màu vàng quyến rũ có vị thơm của mù tạt và tiêu. Có ai giống tụi mình không? Đã ăn steak rồi thì không thể nào mà thiếu được cặp bài trùng, đó chính là mì Ý. Không biết diễn tả làm sao nhưng mà cảm giác ăn mì ở trên tầng 12 của khách sạn nó cứ ngon hơn hẳn luôn ý. Với khẩu vị của mình thì phần sốt của salad có hơi nhạt một xíu nhưng bù lại miếng bò áp chảo ở trong phần salad thì xuất sắc luôn. Bữa tối hôm đó bọn mình rất hài lòng với cách phục vụ của các bạn nhân viên, rất lịch sự, tinh tế và biết quan sát khách hàng. Bọn mình mải quay chụp nên phần panna cotta có hơi chảy một xíu mà các bạn đề xuất đổi luôn, thực xứng đáng 10 điểm. Dùng bữa tối xong thì đừng quên lên Sky Bar để hóng gió, trò chuyện và ngắm toàn thành phố từ trên cao nhé. Chuyện này rất đa dạng các khu bàn như quầy bar, bàn đôi, thậm chí có cả tầng riêng để đón khách nhóm nữa cơ. Một địa chỉ nhà hàng cực kỳ sang trọng, giá thành hợp lý mà lại ngay trên phố luôn.